Thưa quý vị, hôm nay, mùng 2 tháng 8, tro cốt của anh hùng lực lượng vũ trang Kostas Nguyễn Văn Lập đã được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Quân khu 5, vùng đất mà năm xưa, ông và đồng đội đã cùng kề vai sát cánh. Kostas Nguyễn Văn Lập là một chiến sĩ quốc tế, một người Hy Lạp, mang tâm hồn Việt Nam, luôn coi Việt Nam là quê hương, là tổ quốc của mình. Ông là người nước ngoài duy nhất cho đến nay được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Và một năm sau ngày từ trần, di nguyện của ông là được nằm lại mãi mãi trên mảnh đất Việt Nam đã trở thành hiện thực. Các con ạ, bố nhắc lại là nếu như chết ở Việt Nam thì nên chôn tại Việt Nam. Điều này bố đã bàn với mẹ các con khi tên Kostas Seranis Nguyễn Văn Lập. Cánh chim không mỏi vì hòa bình, anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập cuối cùng đã trở về mãi mãi trong vòng tay bạn bè, đồng đội và nhân dân Việt Nam. Mảnh đất quân khu 5 là nơi ông đã đến với cách mạng, đã chiến đấu và gắn bó suốt tuổi trẻ của mình. Và giờ đây lại đón ông vào lòng. Cả bốn người con mang hai dòng máu Hy Lạp Việt Nam đều có mặt để tiễn đưa cha. Chúng tôi vô cùng xúc động, vô cùng biết ơn lễ viếng và tuy điệu cha chúng tôi được tổ chức trang trọng chú đáo. Cha chúng tôi được may mắn gắn bó với Việt Nam, quê hương thứ hai của cha tôi. Các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, các đồng đội, bạn bè thân hữu và bà con nhân dân đã gửi vòng hoa cũng như về tham dự lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa đồng chí Kostas Nguyễn Văn Lập về với quê hương Việt Nam. Đến nhà. Bộ đội ta lúc đó không có cơm ăn, không có áo mặc, đặc biệt là không có giày mà đi theo mình trong giai đoạn đó, cho nên cái đó là cái quý nhất. Anh muốn ở liền khu 5 chứ không muốn về. Thế thì bây giờ như vậy, một nửa thì ở Hy Lạp, một nửa được về đây, như vậy là thỏa mãn tấm lòng của anh và thỏa mãn bằng bè. Trong suốt 9 năm chiến đấu chống Pháp, rồi sau đó làm công tác địch vận, quản lý tù hàng binh Âu Phi ở liên khu 5, người chiến sĩ Hy Lạp mang cái tên giản dị Nguyễn Văn Lập đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất và nhiều huân huy chương khác. Từ năm 1965, ông cùng gia đình trở về sống và làm việc tại Hy Lạp. Ông cũng là người thành lập Hội Hữu nghị Hy Lạp Việt Nam, có những đóng góp đặc biệt để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đất nước và gắn bó với Việt Nam cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khi sang Việt Nam, tôi hứa trước là có sẽ trung thành đến phút cuối cùng, mong các cháu sau này sẽ tiếp tục giữ gìn. Năm xưa, khi lựa chọn con đường tự do, trở thành một người lính Cụ Hồ, ông Kostas Nguyễn Văn Lập là một người Việt Nam mới. Và giờ đây, khi lựa chọn mảnh đất khu 5 kiên cường làm nơi an nghỉ cuối cùng, ông đã trở thành một người Việt Nam quý. Vâng, hình ảnh một người Hy Lạp trân trọng hôn lên lá cờ Tổ quốc của Việt Nam, như quý vị có thể nhìn thấy ở đây, có lẽ là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong bộ phim tài liệu VTV đặc biệt Giữa những quê hương của Đài truyền hình Việt Nam. Bộ phim về những người chiến sĩ quốc tế, những người lính da trắng của Bác Hồ trong kháng chiến chống Pháp, trong đó có anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập. Phim do ekip của VTV4 thực hiện cách đây 3 năm và đã để lại ấn tượng sâu sắc. Vào thời điểm ghi hình năm 2020, thì anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập là người lính da trắng cuối cùng còn lại. Ông vẫn minh mẫn và sống cùng gia đình tại thủ đô Athens của Hy Lạp. Ekip VTV4 đã thật may mắn gặp được ông Kostas và ghi lại những tư liệu quý cuối cùng về ông. Và trong trường quay ngày hôm nay, xin được giới thiệu sự có mặt của chị Thu Hiền, là người đã cùng ekip trực tiếp sản xuất phim tài liệu Giữa những quê hương. Xin chào chị và cảm ơn chị đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào chị Minh Hương. Vâng, thưa chị, ngoài hình ảnh anh hùng Nguyễn Văn Lập trân trọng hôn lên lá cờ Tổ quốc, thì có lẽ tôi vẫn còn rất là nhớ cảnh ông mặc bộ quân phục, giơ tay chào và nói: "Xin chào các đồng chí, chào các bạn, chào nhân dân Việt Nam." Một câu nói rất là xúc động, một hình ảnh rất là gần gũi. Còn với chị Hiền ạ, được gặp trực tiếp và
tác nghiệp về ông, thì không biết là đâu là kỷ niệm ấn tượng nhất, sâu sắc nhất để lại trong chị trong những chuyến làm việc với cả anh hùng Nguyễn Văn Lập ạ? Vâng, khi mà xem lại những cái hình ảnh vừa rồi thì thực sự là tôi cũng rất là xúc động và nhớ lại những hình ảnh về bác Lập. Tôi vẫn gọi bác thân thương như thế. Và trong cái suốt cái quá trình mà ghi hình cho cái bộ phim và cái phần về nhân vật, là cái tình cảm vô cùng đặc biệt, cái sự gắn bó đặc biệt mà bác dành cho Việt Nam, cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Và có thể nói là không một phút giây nào mà bác không nhớ đến Việt Nam và không nghĩ về Việt Nam cả. Cả đời tôi thức dậy từ sáng đến tối là ngủ cũng mơ Việt Nam, thì câu nói đó là thực sự là rất là đáng trân trọng. Thế thì trong cái ngôi nhà của bác ấy ở Athens thì nó rất đặc biệt, vì lúc nào trước cái ngôi nhà đó cũng treo lá cờ Tổ quốc Việt Nam, và không ai ở trong cái quanh cái khu mà bác ở mà không biết đến ông Kostas với cái ngôi nhà và cái lá cờ đỏ sao vàng như thế. Thế và chắc chắn là cái giây phút mà bác nâng cái lá cờ Tổ quốc và hôn lên cái lá cờ trong cái khi mà chúng tôi ghi hình thì lúc đó chúng tôi thực sự là sườn gai ốc và chúng tôi cảm thấy rất là thiêng liêng. Còn trong ngôi nhà của bác thì nó như một cái bảo tàng thu nhỏ về Việt Nam vậy. Tất cả mọi đồ vật, tranh ảnh, kỷ vật các thứ thì đều gắn bó với Việt Nam, và gia đình bác cũng như là bác thì rất là nâng niu trân trọng. Và bác thì có một cái thứ hai mà thực sự cái hình ảnh nữa mà cũng rất là ấn tượng và khiến cho tôi nhớ mãi, đó là hình ảnh cái giọt nước mắt của bác khi nhớ về Việt Nam, và cái hình ảnh hai cái mái đầu bạc kề bên nhau trong một buổi chiều ở Athens. Hai bác thì có một người vợ Việt Nam đã gắn bó gọi là chia ngọt sẻ bùi trong suốt 62 năm, và có bốn người con thực sự là rất là đẹp, rất là thành đạt, và đều mang cái tên là bốn cái tên Việt Nam như là Thành, Trung Thành, rồi là Tự Do, rồi Bạch Tuyết. Thế thì bác còn có một người cháu nội, và bác bảo tôi đặt tên nó Hồ Minh vì bác để thể hiện cái sự ngưỡng mộ và kính trọng của bác đối với bác Hồ. Thì có thể nói là thực sự là gặp bác ấy thì chúng tôi không hề cảm giác là mình đang ở Hy Lạp, hay mà cảm giác như là thân thuộc như ở Việt Nam, và đang nói chuyện với bác như với một người ông với một cái chất giọng xứ Quảng ấy, rất là đặc trưng luôn, rất là ấm áp. Vâng, một con người quá là nặng lòng với cả Việt Nam, và tôi thấy là chị gọi ông với một cái tên rất là trìu mến, bác Lập. Vậy không biết là bác Lập đã đón tiếp cũng như là dành tình cảm như thế nào cho đoàn làm phim ạ? Vâng, thực sự đó là một tình cảm rất là đặc biệt. Khi mà chúng tôi sang ghi hình thì lúc đó là sức khỏe của bác cũng, bác đã 92 tuổi, 93 tuổi rồi, và sức khỏe của bác lúc đó thì nó cũng không được tốt. Một tuần thì bác phải đi chạy thận 3 lần ở bệnh viện, và huyết áp của bác thì cũng không được ổn định. Thế nhưng mà bác thực sự là dành mọi tình cảm, mọi thời gian quý giá nhất của mình để dành tình cảm cho đoàn. Ngày nào thì chúng tôi cũng đến kiểu tranh thủ mà, đến nhà bác từ sáng, và sau đó thì cứ lúc nào mà bác khỏe một chút thì chúng tôi lại ghi hình rồi phỏng vấn rồi trò chuyện với bác. Thì bác và cả gia đình, vợ bác cũng như các con thì dành cho chúng tôi một cái tình cảm rất là đặc biệt. Thì tôi nhớ là cứ sáng nào mà đến thì gần như là đều thấy bác đã đứng sẵn ở cửa rồi và giang cái vòng tay ra và đón chúng tôi như kiểu một người ông mà mong chờ các cháu từ xa trở về vậy. Đấy là cái sứ quán Việt Nam ở Hy Lạp cũng như là hội người Việt Nam ở Hy Lạp thì thực sự là vô cùng kính trọng bác, yêu quý bác, và do đó cũng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiệt tình. Và xúc động nhất đối với tôi là khi mà bác nói với vợ và các con rằng là các cháu từ xa đến đây làm phim rất là vất vả, rất là đáng quý, thì phải tạo điều kiện cho các cháu, bởi vì là có thể đây sẽ là những thước phim cuối cùng về tôi và về cái sự gắn bó của tôi đối với Việt Nam. Vâng, quả thật đúng như lời bác tiên đoán, đây là những cái thước phim cuối cùng quý giá. Và có thể nói là trong bức thư cuối cùng của bác dành cho các con cháu, cái tâm nguyện rất là mong muốn được quay trở về quê hương, được chôn cất bên cạnh những đồng nghiệp của mình. Và quả thật là rất là hạnh phúc vì hôm nay cái mong ước đó của bác đã thành hiện thực, phải không chị? Vâng, rất là xúc động. Những cái hình ảnh mà bác trở về trong vòng tay của đồng đội, của bạn bè và nằm lại ở quê hương Việt Nam thì đối với tôi thì thực sự nó là một cái kết rất là đẹp. Thực sự là tôi chưa thấy một người nước ngoài nào mà yêu Việt Nam mãnh liệt đến như thế. Và khi mà bác nói rằng là cái mong ước được trở về Việt Nam và nằm lại quê hương Việt Nam thì bác đã nhiều lần bác nói với con, với vợ con bác, và đến khi mà bây giờ khi mà bác sau rất là nhiều khó khăn trong giai đoạn Covid vừa rồi và rất nhiều khó khăn, thì đến năm nay khi mà các con của bác thực sự là đã rất là thấu hiểu cái mong ước mãnh liệt đấy của bác, cũng như là hai nước Việt Nam và Hy Lạp đã có một cái sự phối kết hợp rất là tuyệt vời để có thể là đưa được tro cốt của bác về Việt Nam, và thực sự bây giờ bác đã có thể nằm lại ở cái nơi, cái quê hương và tổ quốc thứ hai của mình.
Vâng, quả thật là bác đã sống một cuộc đời rất là ý nghĩa và trọn vẹn. Vâng, tôi nghĩ rằng bây giờ bác có thể mỉm cười hạnh phúc rồi. Vâng, và xin được dành lời tiễn biệt, lời chào cuối cùng đối với cả anh hùng Nguyễn Văn Lập. Và chúc chị có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm ra những bộ phim hay, cống hiến cho khán giả. Vâng, xin cảm ơn chị Hương.